nhỉ tại nhiều nơi ở Trung Quốc, nông dân và những người thu hoạch lúa mì đang chạy đua để bắt kịp thời điểm chính vụ cho vụ thu hoạch mùa hè này. Tuy nhiên, họ đang gặp rất nhiều khó khăn. Các video được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội cho thấy những đám cháy bất ngờ xảy ra ở một số nơi ngay trước khi công việc thu hoạch bắt đầu, bao gồm Thương Châu, Hà Bắc, Tô Châu, Giang Tô, Quá Dương và An Huy. Những vụ cháy cánh đồng lúa mì bất ngờ này đều xảy ra vào cùng ngày 1 tháng 6. Nguyên nhân của sự cố này vẫn chưa được xác định. Ngoài ra, nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh được áp dụng đối với nông dân đã ngăn không cho họ thu hoạch. Một số công nhân nhập cư ở Thượng Hải không kịp lấy kết quả xét nghiệm axit nucleic, lỡ chuyến tàu và khóc vì không thể về nhà để thu hoạch lúa mì. Ngay cả khi họ trở về nhà an toàn, họ sẽ bị buộc phải cách ly trong vòng 14 ngày. Ở Hà Nam, để làm công việc thu hoạch cũng rất khó khăn vì phải xin được kết quả xét nghiệm axit nucleic và mã sức khỏe. Hơn nữa, mã sức khỏe trên ứng dụng theo dõi sẽ chuyển sang màu vàng ngay khi đến vùng này, kết quả là việc đi lại bị hạn chế. Để đạt được mã sức khỏe xanh, bạn phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày. Bên cạnh đó, người dân phải báo cáo cho chính quyền địa phương trước 3 ngày và 7 ngày tự cách ly sau khi trở về nhà.